rằng anh yêu em nhiều không? Anh không biết phải nói thế nào để đúng với cảm xúc trong lòng. Khi anh nhìn em là anh thấy cuộc đời anh, là quá khứ và cả tương lai, là hiện tại không bao giờ phai. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Chỉ là anh đôi khi khó nói nên lời, mong em hãy cảm nhận thôi. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả. Lần đó sẽ là lần cuối anh yêu một ai trên đời. Anh không còn mơ gặp và yêu ai được nữa. Giờ anh đã có em đây rồi, cùng em đi hết quãng đường đời. Tình yêu trong anh vẫn luôn thầm lặng, nhưng không có nghĩa không rộng lớn. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hòa thắm. Và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân, cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày những nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng ai. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngủ mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày hè những nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Yeah. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hòa thắm. Và mặt trời của miền nhiệt đới trên vai em buông chân, cho anh mơ mộng anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Lần đầu gặp em trên phố, anh ngẩn ngơ thẫn thờ như người ngủ mơ. Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt em đã cho anh quên đi tất cả. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi, sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng.
mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng ai. Anh muốn được cùng em về vùng biên vắng. Mình sẽ sống những ngày hè ươm nắng dưới bóng dừa lạ lơi. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương ta từ lâu ôm ấp trong lòng ai. Chưa có tivi, ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi. Ông thường đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa sắt thống nhất màu xanh. Ông bà anh đưa nhau đi khắp phố xa và ngồi trên các ba ga chiếc xe đạp trong sân. Ông mua tặng bà anh một đóa hoa và đó là món quà đầu tiên. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng thư tay viết vui, những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy bình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời. Và đó là lời ông nói với anh, ông có một tình yêu tươi xanh. Và đó là lời ông nói với anh, ông anh có một tình yêu xanh ngàn xanh. Thời xe máy ô tô, anh và em yêu nhau thời Facebook Zalo. Anh và em yêu nhau thời tay cầm album. Anh và em yêu nhau ngày tháng trôi mau. Vì ta chẳng nói chuyện gì với nhau, ngồi bên nhau cầm điện thoại thật lâu. Và có nhiều lúc em giận dỗi khi anh chẳng muốn khoe em với thiên hạ hiếu kỳ. Ôi tình yêu thời nay mệt quá ai ơi, giận nhau không nói một lời chỉ vì không rep inbox thôi. Và em ơi thời nay mệt quá đi thôi, anh muốn tình yêu tuyệt vời như ông bà anh. Ba da ba 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 da ba 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 ba. Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi, những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy mình dị lắm con ơi, chạm tay nhau một giây thôi lại nhớ nhau cả đời. Mai là anh sẽ mãi mãi là la 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 la. You're a beast.
khi hai ta về một nhà, khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, dòng chung nhau một sáng, tức cùng giờ đi làm chung một đường, ăn chơi cùng ngày, đêm ngủ chung một giường, tương lai to bự cùng nhắm về một hướng, hai ta sẽ là một cặp vợ chồng không bình thường. Cưới nhau vì nhau thấy gì có cho qua, chuyện lớn chuyện nhỏ cứ để anh em không cần lo xa, giận cứ nói thẳng anh để em lo cho đã, bao nhiêu đó là đủ, thôi đi nha. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Anh cũng biết chẳng đi ra gà, anh thì đang ngồi ăn cơm gà, em thì đang không tăng hát ca. Anh cũng biết mặc mùi tên cái đủ, anh nghe hai tay luôn buồn, vì lột cho tiếng sáng ấy tình, bánh hiệu chúng thân lắm. Nhà anh cũng có giàu, anh đi xe leo tèo, em cũng chỉ anh bèo, vậy thì ngồi lên xe anh đèo. Đi trên đường băng qua phố phường nhiều bên mưa, để có một mùa ta yêu thương. Đây em hát câu yên bình, mùa xuân hoa nở lung linh động sinh. Chuyện diễn ra đã từ lâu lắm rồi, kể từ khi chúng mình vừa nhìn thấy nhau, con tim dài đêm trôi yêu nhau và bên nhau mãi mãi. Yes, chúng ta bạc hai mái đầu, chỉ cần anh thôi bên em cùng nhau vượt qua bao sóng gió nắng mưa, ta có sợ gì đâu, phải không
chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị quan khách chúng ta hướng mắt về sân khấu để chào đón nhân vật quan trọng nhất trong vấn đề hôm nay, đó là chú rể Lê Quang Dũng. Lớn lên ạ. Và kính thưa quý vị, xuất hiện trên sân khấu ngày hôm nay là một nhân vật quan trọng nhất, đó là một chàng trai đóng vai nhân vật quan trọng nhất, chú rể Lê Quang Dũng. Và ngày hôm nay rất long trọng chào đón một người nữa, đó là cô dâu Trần Quỳnh Anh. Chúng ta dành tràng pháo tay thật lớn cho cô dâu Trần Quỳnh Anh đang là người tiến lên sân khấu.
nghĩa trong bữa tiệc hôm nay được trình bày bởi chú, ngày hôm nay chú rể và cô dâu. Vâng, và kính thưa quý vị, có được ngày hôm nay những công đức sinh thành một tình yêu chú rể và cô dâu đã dành riêng cho bữa tiệc. Vâng, kính thưa quý vị, quan khách thân mến, tình yêu là gì? Tình yêu như bắt chân hoa, tình yêu đem lại hạnh phúc hôm nay và mãi mãi cho đến mai sau. Và được sự đồng ý đó mà cha mẹ đã cùng đồng hành tiến tới tiệc cưới rất là vinh quang. Vâng, kính thưa quý vị, quan khách thân mến, ngày hôm nay rất long trọng là ngày đem lại một là tình yêu, họ đã lại đem lại hạnh phúc tương lai, tình yêu như là một tình yêu mà họ đã cùng đồng hành và chia sẻ trong bữa tiệc. Vâng, kính thưa quý vị, thò tay anh bước cộng ngò, thấy em dứt bỏ giả đò đồng thinh, cây đa bến nước sân đình, đò ai thắp thoáng sông trăng đó có chợ trăng về kịp tối nay chăng. Vâng, kính thưa quý vị, trong tình yêu thì chú rể và cô dâu, cha mẹ nào cũng muốn con cái mình có được hạnh phúc, và hạnh phúc nhất là rất là thiêng liêng dành trong tiệc cưới như vui và thành công. Không để quý vị quan khách chờ đợi nữa, chúng ta dành sẽ có tay thật nồng nhiệt để chào đón đại diện của hội nhà gái, thân phụ và thân mẫu của cô dâu. Chúng tôi trân trọng kính mời ông Trần Văn Trại và bà Quỳnh Thị Dậm tiến lên sân khấu. Một tràng pháo tay thật lớn để chào đón chú gia bữa tiệc hôm nay. Ngày hôm nay để chúc phúc cho con cái rất là long trọng để chào đón quý vị quan khách ngày hôm nay. Con người có tông cây có cội, nước có ngột, hạnh phúc nhất là bạch sư thành giữa cha mẹ hai bên. Vâng, và kính thưa quý vị, quan khách thân mến, lẽ ra là tiệc cưới ngày hôm nay chúng ta có đại diện bên họ nhà trang vì lý do kỹ thuật là ngày hôm nay bên tiệc du quy, cho nên chúng tôi không có mặt thân phụ và thân mẫu với chú rể ở đây. Và chúng tôi cũng xin thông báo cùng quý vị, thân phụ và thân mẫu của chú rể đó là ông Lê Ngọc Thành và bà Thái Thị Vui. Vâng, kính thưa quý vị, đáp lại tấm chương trình quý vị đã dành thời gian rất nồng nhiệt đến đây để chúc mừng hai con chúng tôi trăm năm hạnh phúc. Ngay từ bây giờ trân trọng kính mời đại diện gia đình cùng chú rể và cô dâu xin đồng hành để quý vị lời chào thân ái và đồng nghiệp nhất. Xin chào các bạn, thật nồng nhiệt đón nhận lời chào gia đình chúng tôi cùng chú rể và cô dâu, vỗ tay lên. Xin chân thành cảm ơn quý vị quan khách rất nhiều và rất nhiều. Và nghi thức sư đồ chăm ban và các bánh kem xin được phép bắt đầu. Kính thưa quý vị quan khách thân mến, ông bà xưa chúng ta thường nói trai lớn lên phải lấy vợ, gái lớn lên phải theo chồng. Được sự tốt nhất giữa hân quan hai họ, được sự tốt nhất của ông bà cô bác cũng như chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho chú rể Lê Hoàng Dũng và cô dâu Trần Quỳnh Anh tiến tới tiệc cưới vinh quang ngày vui hôm nay. Biến chồng thay nghĩa phu thê, mẹ cha đã định em về với anh, hết rồi áo tím áo xanh, bây giờ em đã có anh là chồng. Từ mặt cặp tình nhân họ đã yêu nhau, đã vượt qua những gian lao thử thách để lộ nảy những con thiền để bảo vệ tình yêu có được ngày vui hôm nay. Và nhờ vào những đấng sinh thành của những người cha, những người mẹ, những người đã cùng năm tháng cùng sát cánh đem lại giữa cao vẫn lấy chồng, dây tơ hồng kết nối sẽ duyên chánh duyên của chú rể ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, có được ngày hôm nay rất long trọng chào đón quý vị. Ngay từ bây giờ chúng tôi trân trọng kính mời đại diện chủ gia bữa tiệc hôm nay, ông bà Trần Văn Trại có đôi lời cùng quý vị. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý quan khách, hôm nay là ngày lễ du quy của con chúng tôi. Quý quan khách không ngại đường xá xa xôi đến đây chia vui cùng với gia đình, đó là niềm hạnh phúc gia đình chúng tôi. Một lần nữa tôi xin kính chúc quý vị sức khỏe dồi dào, thành đạt trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Một tràng pháo tay thật lớn lên quý vị, dài lên ạ. Vâng, kính thưa quý vị, tiếp theo lời cô chủ gia ngày hôm nay, một lần nữa chân thành cảm ơn quý vị và ông bà cô bác đã dành thời gian rất là nhiệt đến đây để chúc mừng hai con chúng tôi trăm năm hạnh phúc. Và trước thềm năm mới, kính chúc quý vị năm mới sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, làm ăn phát tài. Vâng, và kính thưa quý vị, thể hiện qua công đức sinh thành, công ơn dưỡng dục 9 tháng cua mang 3 năm ẩm bầu. Ai cũng muốn con cái của mình có được cuộc sống ấm no và hạnh phúc, và ai cũng muốn con cái của mình có được tình yêu chân chính để rạng người mãi mãi cho đến mai sau. Đứng trên bục vinh quang ngày hôm nay là những người cha, những người mẹ, những người đã cùng đồng hành và chia sẻ tiến tới tiệc cưới ngày hôm nay. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho đòn chữ hiếu mới là đạo con. Vì đối lý tôn sư trọng đạo đó, uống nước với nguồn ra đây để tri ân lên những gì cha mẹ đã dành cho chúng con trong ngày vui hôm nay. Xin trân trọng kính mời chú rể và cô dâu tiến tới thắp rượu chim banh để chú rượu chim banh kính cẩn dâng lên cho cha mẹ tỏ lòng hiếu thảo. Trân trọng kính mời. Kính thưa quý vị, quan khách thân mến, chân tay của chú rể và cô dâu đang cầm chiếc rượu chim banh đầu tiên để thắp lên tình yêu, một tình yêu họ đã yêu nhau đi đến hôn nhân ngày hôm nay. Vâng, và kính thưa quý vị, bàn tay nắm bàn tay, họ đã cùng chia sẻ cho nhau những dặm đường tình yêu mà họ đã cùng gây nên hạnh phúc.
ru êm ả mà cha mẹ đã cùng năm tháng cho chúng con có được hạnh phúc ngày hôm nay. Tay là hoa liền. Vâng, và kính thưa quý vị, để cho bầu không khí chúng ta tăng sôi nổi lên nhân dịp xuân đã về, xin mời quý vị khách chúng ta ở phía dưới có bia cầm bia và có nước ngọt cầm nước ngọt, chúng ta đang lên cùng diễn thành được không ạ? Lên quý vị, 1, 2 cao lên quý vị, tay cao lên, tay trong tay cao lên nè, 1, 2, 3 go. Cảm ơn quý vị rất nhiều và chúc quý vị có thể thật là ngon miệng và tràn đầy hạnh phúc. Và sau đây xin mời cô dâu tiến vào vị trí của mình. Xin mời chú đệ này chúng con không có gì hết ngoài những cái đủ chất banh này, chúng con xin kính cẩn dâng lên cha mẹ để tỏ lòng hiếu thảo từ bấy lâu nay cha mẹ đã dành cho chúng con. Vâng, về ngày hôm nay chú đệ là thành viên mới trong gia đình, mong rằng cha mẹ nhận cái đủ này chấp nhận con là con dâu mục và đàn mẹ trong gia đình ngày hôm nay. Vâng, và thưa quý vị, hai tay nâng chén rượu đào ơn cha nghĩa mẹ xin thành từ đây cánh cò cổng nắng cổng mưa mẹ tôi đã cầu cuốn mùi giáng sinh. Đẩy tay lên chụp hình này, đẩy tay lên chụp hình, xoay qua đây, xoay qua đây, xoay qua đây. Và kính thưa quý vị, hạnh phúc nhất là chúng con được tri ân lên cha mẹ những gì ngày hôm nay chúng con được kể cái điều này để tỏ lòng hiếu thảo. Vâng, kính thưa quý vị, đi khắp thế gian không ai bằng mẹ, cái là một thời không ai khổ bằng cha, và cha mẹ là hạnh phúc cả đời chúng con, xin kính cẩn dâng rượu cho cha mẹ. Vâng, và rất long trọng ngày hôm nay, nhân buổi tiệc ngày hôm nay thì xin trân trọng cái mời cô dâu và chú rể có lời gì với cha mẹ không ạ? Rồi, xin mời hai bạn. Dạ rồi, thân con gửi lời cảm ơn với ba mẹ nuôi nấng vợ con. Kính thưa quý vị, một ngày vui rất long trọng nhất mà chú rể đã cùng thốt lên cùng với cha mẹ vợ ngày hôm nay. Thì chúng ta được biết rằng ngày xưa thì ba mẹ ruột cô dâu, những người đã từng ngủ chung với cô dâu đó là cha mẹ, và những người đã từng nằm ôm hôn cô dâu đó là cha mẹ. Nhưng ngày hôm nay, bắt đầu ngày hôm nay và ngày mai, là những người gần cô dâu nhất đó là chú rể. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi cũng muốn rằng chú rể nói một câu, sau này quyền trợ giúp, quyền giao lại cha mẹ, dành lại, không có để phụng dưỡng cho cô dâu nữa, mà đó là chú rể và những vật chứng ngày hôm nay. Và em có thể hứa những gì với cha mẹ vợ ngày hôm nay? Không để vợ buồn mình. Quý vị có đồng ý không ạ? Nếu đồng ý thì vỗ tay, càng có tay nữa nè. Đây, một lời hứa rất long trọng nhất trong cái tiệc hôm nay. Và tiếp quản ngày hôm nay theo lời nói nữa, xin mời cô dâu có lời. Ngày hôm nay là ngày vui của hai. Đúng không em? Hết xong rồi. Vâng, kính thưa quý vị, đó là những lời nhắn nhủ mà
con gái khi các bước theo chồng. Vâng, kính thưa quý vị, một tình yêu đó đã được lựa chọn và chúc mừng tại ngưỡng cho phút yêu quen. Vâng, kính thưa quý vị, trước khi đi vào những phần đó thì Chi Thành thay mặt cho toàn thể gia đình chúng tôi, đặc biệt là thay mặt cho cô dâu và chú rể, chân thành cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành và chứng kiến để đem lại một viên ương tổ ấm cho chú rể và cô dâu. Vâng, và sau đây xin trân trọng kính mời ba mẹ tiến về phía dưới cùng ông bà cô bác và anh chị em toàn thể những phút yêu quen. Và anh quả kính thưa quý vị, và cấp thân mến để đi vào tình yêu. Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, đau tôm nấu dưới rượu bầu, chồng chan vợ thúc gật đầu khen ngon. Vâng, đã chia sẻ tình yêu đó, sau đây xin mời bạn giao rượu đi voi thấm đòn nghĩa tình thu thêm. Ngọt bùi chia sớt cho nhau, chén này thích đạn cùng anh, tiếp nguyện theo chàng từ đây. Vâng, xin mời hai bạn giao rượu đi voi. Kính thưa quý vị, môi kề môi, chén rượu đi bôi tạch nồng chảy, và đã cùng đi đến hôn nhân ngày hôm nay là nhờ vào những công đức thành tình yêu đó họ đã cùng chia sẻ. Chúng ta cùng chạm tay thật lớn để chúc mừng nha. 1, 2, 3. Chúc mừng, cảm ơn quý vị rất nhiều và rất nhiều. Vâng, và kính thưa quý vị, vừa rồi quý vị đã chứng kiến những chén đi bôi mà chú rể và cô dâu đã cùng chia sẻ trên sân khấu. Và phần tiếp theo là tiết mục nào quan trọng nhất ngày hôm nay ạ? Tiếp mục nào quan trọng nhất quý vị? Tiếp mục nào? Từng ngày thăm thảo ở phía dưới. Hôn nhau, đúng không ạ? Vâng, hôn. Cho nên những nụ hôn chúng ta không thể nào thiếu được, vì hôn bữa nay là đem lại hạnh phúc. Hôn để ra mắt ông bà cô bác, hôn để ra mắt toàn thể quý vị tại đây, vợ chồng rồi đúng không ạ? Vâng, và nhưng trước khi đi vào nụ hôn, xin hỏi chú rể một câu từ thời quen cô dâu, có hôn chưa? Có. Sao quý vị? Anh chị này kinh nghiệm nè. Sao ạ? Hôn nhau rồi thì sao? Hôn lại. Đúng không ạ? Tại vì những nụ hôn trước đây quý vị có thấy không ạ? Thấy không? Làm sao quý vị thấy được? Cho nên những nụ hôn trước đây không thể nào để chứng minh được tình yêu đi đến hôn nhân. Bữa nay hôn để sống tới trăm lâu đời bạn. Xin mời hai bạn xoay qua đối diện nhau và nắm hai tay nhau ạ. Vâng, kính thưa quý vị, tay nắm bàn tay đi đến quãng đường tình yêu. Một quãng đường để vượt qua những gian lao thử thách đem lại hạnh phúc ngày hôm nay. Yêu nhau không quãng đường xa, cầu không tay dịnh anh lại mà qua. Hai bạn nắm tay như vậy. Vâng, và để chứng minh được tình yêu chú rể dành cho cô dâu, xin mời chú rể trao vô nụ hôn ngay má hồng cô dâu. Bắt đầu, 1, 2, 3, vỗ tay lên. Vâng, vâng, chú rể hôn cô dâu thì cô dâu sao ạ? Tình yêu phải có sự công bằng. Xin mời cô dâu hôn lại chú rể, mời sơn dính mắt hồng. Bắt đầu, 1, 2, 3. Sao tôi thấy nó nhẹ nhẹ, nó bỗng bỗng sao quý vị? Mạnh liệt chưa đã? Chưa quý vị? Chưa được đúng không ạ? Thôi, nhất ba tam rồi chắc căng. Xin mời cô dâu này hai tay lên vai chú rể. Và xin mời chú rể ông em cô dâu. Và đây mới là tình yêu đích thực đi đến hôn nhân. Một tình yêu xe quyên tổ đóng đem lại hạnh phúc ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, trước khi đi vào nụ hôn này, Di Thành thay mặt cho ban nhạc thanh chúc cùng toàn thể quý vị và khách kính chúc hai bạn câu chúc rằng dây chầu vẫn lấy thân cao, chúc cho hai bạn trăm năm hóa hồng. Hai bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Sao tôi nghe cái trái tim của chú rể nó đập cái phật phật phải bưng nhạc nhạc bên đây còn nghe nữa quý vị. Vâng, nhưng buộc là phải hôn. Sau đây xin mời chú rể và cô dâu tiến tới nụ hôn. Môi kề môi, tay ôm eo trong vòng 30 giây. Bắn pháo luôn à. Điểm theo Duy Thành. Bắn pháo vậy. 1, 2, 3. Bắt đầu. Một trận đấu thật lớn đi. Chúc mừng chú rể và cô dâu ngày hôm nay. Điểm thì tầm đâu 30 giây, không được 60 giây. 60 giây không được thì tăng lên nữa. Chừng nào đủ mới xuống cái gì. Rồi. Ngọt ngào. Nụ hôn ngọt ngào chia sẻ trong tình yêu, những gì họ đã giành được trong tình cưới ngày hôm nay thật quan trọng nhất, đó là ra mắt của quý vị. Vâng, cảm giác sao, cảm giác sao? Vâng, hôn trên sân khấu, ra mắt ông bà là hạnh phúc nhất. Vâng, ra mắt cha mẹ là hạnh phúc nhất. Cho nên tình yêu đó rất là thiêng liêng và đem lại cho tình cưới ngày hôm nay. Bây giờ tình yêu xin hai bạn tiến tới tháp bánh kem, các bánh kem chia sẻ cho tình yêu. Giờ phút thiên nhiên này, chú rể và cô dâu đang tiến tới tháp bánh kem để các bánh kem chia sẻ cho tình yêu. Một tình yêu họ đã đi đến hôn nhân ngày hôm nay, và giờ những tình yêu mà cha mẹ đã cùng đồng hành chia sẻ với tình cưới.
xây mưa tổ ấm một lâu đài tình ái, đồng lòng tất cả biển đông. Chiếc bức tranh đầu tiên nói lên tình yêu họ đã yêu nhau và được đi đến tiệc cưới. Và chiếc tranh thứ hai đi đến sự bắt đầu nhịp đồng và cha mẹ đã cùng đồng hành chia sẻ cho chúng con có được một quy ương tổ ấm. Và đồng lòng nhất là chiếc bức tranh thứ ba để đi lên thành vinh quang, đó là tình yêu họ đã cùng chia sẻ đem lại tiệc cưới vui vui và thành công. Và chúng ta không ngừng chạm có tay một lần nữa để chúc mừng cho họ, chúc mừng chúng ta cùng nhau một chạm có tay thật lớn lên quý vị. 1, 2, 3. Chúng mình cảm ơn quý vị quan khách rất nhiều và rất nhiều. Rồi xin mời bạn cặp bông vô tiếng về bên trong. Và kính thưa quý vị, quan khách thân mến, buổi lễ mang phong cách hiện đại của gia đình chúng tôi đến đây xin khép lại. Mong lời lễ chân thành thay mặt cho ban nhạc của chúng tôi cùng toàn thể quý vị khách kính chúc quý vị được dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Và thay mặt cho toàn thể quý vị ở đây và ban nhạc kính chúc cho hai bạn trăm năm sẽ kết tình vi bản bạn đầu nghĩa phu thê. Và kính chúc hai bạn được trăm năm hạnh phúc. Wedding sẽ đi ok thank you. Ok wedding. Và sau đó xin mời hai bạn tiến về phía dưới cùng ông bà cô bác và anh chị em với tại người những phút đi qua. Chẳng dám hứa có nhiều chuyện ngày mai hay vu vơ về chặng đường dài. Hôm nay anh bên em ta sẽ luôn như hôm nay và anh chỉ cần có thế. Nếu đến lúc hai ta giận hờn nhau, hãy yêu thương không như những phút đầu. Em hãy cứ tin rằng vậy nhớ mai là anh sẽ không nghi ngờ tình ta chớm tan. Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt. Anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây. Anh sẽ lặng im như khi em hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em hơn bản thân anh hứa chắc. Anh sẽ mãi mãi là la 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Sáng thức cùng giờ đi làm chung một đường, ăn chơi cùng ngày đêm ngủ chung một giường. Tương lai to bự cùng nhắm đôi một hướng. Hai ta sẽ là một cặp vợ chồng không tầm thường. Cưới nhau vì nhau thấy gì khó quá trầu quà. Chuyện lớn nhỏ cứ để anh em không cần lo xa. Giận cứ nói thẳng anh để em là cho đã. Bao nhiêu đó là đủ. Thôi đi nha. Mỗi khi em buồn anh sẽ tự nguyện vào vai thần thánh. Mang đi nỗi lo trên trời dưới đất mà không cần cánh. Còn chán thì anh sẽ tự nguyện nhập vào vai chân thành. Hãy nào sáng đêm chỉ để nụ cười em luôn gần anh. Sẽ em chỉ mới và giờ ta thấy rằng I miss you. Muốn nói với em một câu thật lòng là I miss you. Hôm nay bất chấp tất cả anh muốn nói với em là em ơi. I wanna marry you. Anh sẽ không nghi ngờ tới tình ta chấm tan. Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt. Anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây. Anh sẽ lặng im như khi em hay cáu gắt. Anh sẽ yêu em hơn bản thân anh hứa chắc. Anh sẽ mãi mãi là la 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 la. Từ nay anh là của em, ta đã thuộc về nhau. Yên vui hay buồn đau, ta kề bên suốt đời. Từ nay em là của anh, ta mãi thuộc về nhau. Yên vui hay buồn đau, em đừng lo. La 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 la. Marry me, just marry me. La 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 la. Marry me, just marry. Anh là của em. Này em ơi, chịu thương anh đi. Chúng ta thử hẹn hò nhé em. Từ
vào vai anh, hãy thơm lên môi anh trong lành. Hoặc đứng phía trước anh đi này, để anh choàng tay ôm em ngay từ đằng sau lưng gầy. Nói, 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 em có yêu anh hay không, chọn một câu nhanh đi nào. Hay là có, đi là ukisi là có chút xíu thôi anh, một xíu cũng chẳng sao đâu. Ừ thì chút xíu cũng gọi là yêu. Mong em với nhau đi, hứa là chọn đời bên anh. Mình mong em với nhau đi, như khi mình còn bé tí tí. Mong em cứ thương anh, để cuộc đời mình trong xanh. Ngồi ở phía trước ban công, ngắm nhìn hàng ngàn ngôi sao. Trên chiếc xe máy anh chạy, ngồi phía sau em ôm lấy lưng anh. Thế anh hỏi em nhẹ, yêu anh nhiều nhiều không em? Ừ thì có chút xíu thôi anh. Trong lành, hoặc đứng phía trước em đi này, để em choàng tay ôm anh ngay từ đằng sau lưng gầy. Nói, 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 anh có yêu em hay không, chọn một câu nhanh đi nào. Ê là có, đi là ok, si là có chút xíu thôi em, một xíu cũng chẳng sao đâu. Ừ thì chút xíu cũng gọi là yêu. Mong em với nhau đi, hứa là chọn đời bên anh. Mình mong em với nhau đi, như khi mình còn bé tí tí. Mong em cứ thương anh, để cuộc đời mình trong xanh. Ngồi ở phía trước ban công, ngắm nhìn hàng ngàn ngôi sao. Trên chiếc xe máy anh chạy, ngồi phía sau em ôm lấy lưng anh. Thế anh hỏi em nhẹ, yêu anh nhiều nhiều không em? Ừ thì có chút xíu thôi anh. Mong em với nhau đi, hứa là chọn đời bên. Mình mong em với nhau đi, như khi mình còn bé tí tí. Mong em cứ thương anh, để cuộc đời mình trong xanh. Ngồi ở phía trước ban công, ngắm nhìn hàng ngàn ngôi sao. Trên chiếc xe máy anh chạy, ngồi phía sau em ôm lấy lưng anh. Thế anh hỏi em nhẹ, yêu anh nhiều nhiều không em? Ừ thì có chút xíu thôi anh. Nhìn ta người, người sầu nơi
Từ khi quen em phút ban đầu, cuộc sống anh khác xưa nhiều lắm. Cho anh cảm nhận tình yêu lớn lên đổi thay từng ngày. Anh biết quý trọng từng giây phút khi có em bên cạnh. Tìm được em là điều vô giá nhất trong anh hàng mong. Ở bên em bao muôn phiền, lo lắng trong anh tan biến hết. Chỉ có nụ cười hạnh phúc ở trong trái tim mà thôi. Em hãy nhắm mắt lại nhận lấy đinh hôn của anh thật lòng. Vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất trong đời anh, cho anh cuộc sống mới đầy ấp tiếng cười rộn vàng, cho anh sự bình yên thật ấm áp mỗi khi đêm về, cho anh ngàn nụ hôn chắp cánh ước mơ bay thật xa. Em sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất trong đời. Mặt trong buổi lễ công cô hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2021, là ngày mới của năm mới. Bữa nay là ngày vui của con chúng tôi, tức là ngày lễ công quy. Nó giờ trong buổi tối hôm nay là tiếng lành làm lễ công cô. Giờ trước mắt là giá bàn thờ là của quyền thánh tổ của ông bà. Bữa nay vợ chồng con có gã Ngọc Quỳnh, Ngọc Quỳnh Anh lấy chồng, ông bà cô bác cũng được tổ để chứng minh phù hộ cho cháu nhiều sức khỏe. Thưa bà ta, ngày vui sinh giá là trong ơn dưỡng dục tinh thần của cha mẹ, con cũng xá mẹ đi. Rồi. Rót cho mẹ chung rượu rồi, mời mẹ chung rượu rồi. Rồi. Nhắm môi luôn mẹ ơi. Rồi nhắm môi mẹ. Cạn luôn. Hết luôn, chào không. Rồi vỗ tay luôn, vỗ tay. Đừng sống nhiều tới hôm 80 lãnh tiền nhà bảo hiểm nhà nước đưa rồi. Đang lo đây gì vậy? Đây là giấy cho em. Còn khó lắm, giờ 80 lãnh tiền bảo hiểm. Ơi nè nè. Cạn quá. Lần đầu tiên cho em xin cảm ơn và cảm ơn tất cả anh chị em, con cháu, anh xui chị xui đã hiến chút thời gian đến đây chung vui với gia đình vợ chồng em. Thì em rất là cảm ơn, rất cảm ơn con nè. Ngày hôm nay á, con có chồng, ngày mai là bước về nhà chồng coi như là một trang sách mới. Con phải cố gắng, còn nhiều khó khăn lắm. Trước khi ngày xưa con bước lên thành phố chập chững đi học, trước tiên là nhà gia đình chị Sáu, đi xuống dưới là đường điện nước tiếp là con không biết gì cả. Nhà chị Sáu và Tý
là giúp cho con. Kế đến là anh chị Bãi, mặc dù con cháu ở nhà anh chị thì em cũng mừng nhờ có anh chị dòm ngó em. Con cháu thì em rất là cảm ơn mấy anh mấy chị. Còn cái thứ ba nữa là em rất cảm ơn gia đình anh chị Tư, vợ chồng cháu Tấn đã tạo cho con em một chỗ nơi để mà làm việc nó ổn định. Em rất là cảm ơn. Giờ em không biết nói gì hơn, em cảm ơn tất cả anh chị đã giúp con em, con cháu tới ngày hôm nay. Em rất là cảm ơn. Em cảm ơn. Giờ mời rượu cô Duy Tư nè, bên ngay rượu đi, em thẳng mời cá cá. Chúc con được vui vẻ hạnh phúc cao năng đối với ban chồng của con, và con phải làm thế nào để cho ban chồng nhìn con là thấy là có gia giáo cha mẹ già đi đâu á phải thương. Mai hết bệnh là gì ạ? Ông đi rồi hết bệnh đi. Em không nói gì hết. Giờ này con chỉ còn một vài phút, một thời gian rất ngắn ở cha mẹ. Thì sau khi mẹ về dựa trước lời thì cháu nên nói và những lời tốt đẹp nhất, những lời lễ đáng nhất, những lời yêu thương nhất đối với cha mẹ, để những giờ phút chót này đã phần nào đó để cha mẹ vui lòng. Đó thì thôi bây giờ dựa những gì sẽ uống chung này để cho cháu để mà không đi về nhà chồng đời này rồi như là hình quà tặng cho trời. Mẹ chưa nói được. Mẹ rất cảm ơn vợ chồng Tứ. Con vợ chồng con đã cu mang em con mấy năm nay. Ngày hôm nay em ra đi về bên chồng, mẹ cũng buồn vì anh em ở xa nhau không có hỗ trợ giùm nhau. Mẹ cũng thương vợ chồng con á. Rất tiếc là hôm nay chị Hai Xanh không có mặt đây, thì bây giờ con về nói lại với con dâu rằng mẹ rất cảm ơn vợ chồng con đã cưu mang em bao nhiêu nay, thì ngày nay em lấy chồng mẹ rất là cảm ơn. Điều nữa Út Thị ơi, bây giờ không biết là Út Thị có nhìn thấy hay không, anh chị Trinh rất cảm ơn Út Thị. Em từ phương xa mà gửi một món quà về tặng cho cháu, thì chị cảm ơn em rất nhiều nha Út Thị. Này là của Út Thị gửi cho con nè, số tiền này là tuy rằng nó không đáng giá bao nhiêu mà tình nghĩa nó tràn đầy, con nên giữ cả các chị. Hãy quý đồng tiền này chứ không xem thường được cho con. Con về cố gắng, về bên chồng là con phải dâng lời cha mẹ bên chồng. Con đi thưa về trình, ngày nào á con chưa chồng thì đi dọc đi ngang. Bây giờ có chồng rồi con phải thẳng một đàng mà đi, chứ không phải là muốn nào muốn đi đâu thì đi. Vợ chồng phải đồng lòng nhau mới dễ sống, gian hòa mới hạnh phúc. Rồi nghe con, nhớ nghe con. Rồi, ngồi đây ai thấy gì đó kìa. Ngồi đó cũng rồi. Con là một con thôi.
núi bảo, núi kính trời, vì dưới nên người vợ chồng phát dụng dịch lẫn nhau để sống được cuộc đời sống trong nhà trong năm hạnh phúc, đừng để đổ như trên lấy quay hột sòn gì sáu tặng rồi đó, tám ly, tám ly, tám ly, ở đây không rồi không sao, rồi. Lỡ vậy chỉ lên rồi để. Mời rượu, mời rượu. Hai ly luôn, con nữa kìa. Đó rồi. Rồi hả chứ. Rồi. Bây giờ là chú, ngày mai con cũng theo trạm rồi. Bây giờ cái này là chú uống lì xì cho con để ngày mai là đầy để đổ xăng. Mai bốn để xem con đỡ cháu đi để mua chiếc xe bãi chỗ về ngoại nghe. Còn ngày mai là chú tới tái nữa. Tao đâu là cũng vui anh em trong gia đình, chú tặng con cái lì xì nhỏ thôi. Ngày mai là tới tái nữa. Vậy thôi. Sai sắc dơ có nạt xương chứ đúng không, ở đây là quà chúc mừng em thôi, đây là một cục gạch để xây dựng hạnh phúc của em, còn sau đó em tự xử lý như thế nào đó đúng không, nhưng từng để ha, giống như anh đó. Rồi á rồi gặp em nha, chúc cả cạn đi rồi 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 alo hay quá chị hai em về số một gì anh hơi hơi nơi mà còn sống à, mẹ cũng có cả con mẹ cũng không có gì cảm ơn và cái chúng em xin có chúc cán bộ ngày mai con cũng bước trên về nhà chồng cũng khuyên con là sống được trăm năm hạnh phúc và không dạy cho con, chúng con cũng có gần tặng quà mời rượu, mời rượu vậy là xong, vậy là xong rồi. Đây là tôi á, quà để thao rồi bữa nay cũng được
sự là rất là vui mừng khi một người cha người mẹ mà đã cưới vợ gả con thì coi như giống như là một phần là mình lo tròn trách nhiệm. Thì vấn đề này phải nói là mình rất là hạnh phúc. Nói chung là khi xa thì nó có cái buồn, tại vì trước đây sống chung với mình, bây giờ về bên thành chồng thì sống chung với chồng thì nó cũng được thường xuyên về với mình, thì nói chung là tuổi theo tôi có buồn, nhưng chúng mình thực sự mình thấy cái đó, tôi thấy những cái giọt nước mắt của chị Trinh là những giọt nước mắt hạnh phúc, chứ không phải là nước mắt của buồn khi con mình nó có chồng. Đó là giọt nước mắt hạnh phúc khi mình đã làm tròn được trách nhiệm của người mẹ người cha. Cho ra bên đó không có buồn, nhưng mà tôi thấy nếu có thằng rể ở đây thì tôi thấy chắc là chị buồn là buồn cho rể. Là chết đây rồi mẹ ơi, mày gặp con tao là mày đi xuống hạng này rồi. Đó là những giọt nước mắt của chị Trinh tự nhiên cho rể. Nhưng mà thân lắm như vậy. Sát vô anh ơi, sát vô chú ơi. Rồi, tiếp tục. Bà Sáu đâu? Bà Sáu? Bà nào? Bà Sáu?
đi. Cầm mic lên. Sao cầm mic lên nói cho chị. Nói chị chúc em là sẽ làm tốt cái bài tập của mình. Và sẽ làm tốt. Rồi mời rộng, mời rộng. Con á,
cộng vô. Nè 1, 2, 3 cộng vô nha. 1, 2, 3 vô. Cạn đi Út ơi, Út nó hay quá. Giờ ta nằm gia đình anh chị với cháu là cảm ơn Út rất nhiều nha Út thầy. Chờ em nhé, em sẽ bước đến bên anh và...